làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa cho tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thật đậm đà. Bước bôn ba gửi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nô vang rền rĩ đùng, mình mừng xuân vẫn dưa mai vàng bánh trưng. Trên khắp quê hương người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài thương. Làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Đẹp làm sao gió xuân mơn man cành đào, đẹp làm sao bướm hoa trao tình với nhau. Xuân đến đêm vui về mọi nhà, duyên lứa đôi ta thầm đậm đà. Bước bôn ba gửi lòng lữ khách xa nhà. Ngoài trời xuân pháo nô vang rền rĩ đùng, mình mừng xuân mừng dưa mai vàng bánh trưng. Trên khắp quê hương người người tay nắm tay môi nở nụ cười, chúc sang năm thịnh vượng và phát tài hương. Hỡi những nàng đỏ đôi má mây xuân, máu tình thoáng đêm sao em đẹp hơn. Từng một người ngày thơ mừng xuân từ lâu ngóng chờ, bạn bè cùng nâng ly uống cạn. Đẹp làm sao dáng xuân in trong lòng người, đẹp làm sao lá hoa mượt mà thắm tươi. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Xuân đến đây tô màu rạng ngời như bức tranh xinh đẹp tuyệt vời, khắp xa gần người người mãi mãi chờ xuân. Cảm ơn phần trình diễn vừa rồi của ca sĩ Như Quỳnh và vũ đoàn LTA. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Dạ, em chào chị Như Quỳnh. Chị Như Quỳnh ơi, 5 phút trước em giới thiệu với các bạn khán giả là chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là tình yêu. Sao tự nhiên chị ra chị mở màn chị hát bài về mùa xuân vậy chị? À, thực ra thì đối với Quỳnh tình yêu rất là nhiều và rất là rộng. Ví dụ như là tình yêu lứa đôi, tình yêu cha mẹ, rồi tình thương mến thương của bạn bè. Quỳnh thì Quỳnh thích cái cảm giác mà sự yêu thương của cả gia đình sum họp với nhau ngày Tết. Dạ, hay quá, quá thuyết phục rồi. Xin mời anh Đại Nghĩa, anh có thể chia sẻ về phần trình diễn của chị Phạm Lịch. Rất là bất ngờ, là bởi vì anh biết Lịch với vai trò là vũ công, là huấn luyện viên, là biên đạo rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thật sự là ngỡ ngàng khi mà thấy Lịch trên sân khấu gương mặt thân quen, vừa múa và còn vừa hát nữa. Đã vậy lại hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh, là thần tượng của cái dòng nhạc trữ tình quê hương của biết bao nhiêu khán giả Việt Nam. Thì anh thật sự rất là ngạc nhiên về cái khả năng mới này của em. Nhưng mà anh thấy hình như em cũng rất là hồi hộp và lo lắng trong cái phần trình diễn của mình, phải không Lịch? Đúng rồi ạ.
Đây là lần đầu tiên em đứng trên sân khấu mà vừa hát vừa nhảy. Bây giờ em mới hiểu được cảm giác tại sao lúc mà mình đi dàn dựng cho ca sĩ, các chị hoặc là các anh em nói: "Ôi em ơi, cho nhảy ít thôi em ơi, hát không được." Bây giờ em hiểu rồi. Anh nhìn thấy cái sự lo lắng nó rõ trên gương mặt của em, và nhất là trong ánh mắt. Mà như em cũng biết là chị Như Quỳnh á, một trong những yếu tố mà chị ấy thu hút được khán giả đó là cái gương mặt, cái sắc thái, cái biểu cảm của chị ấy và cái sự lúng liếng của đôi mắt. Lúc nào cũng có cảm giác như là nũng nịu, đặc biệt là cái miệng của chị hát rất là đẹp. Có thể là nó hơi điều điều một tí, thành ra cái gương mặt nó phải linh hoạt, nó sinh động hơn một tí nữa. Thì anh hiểu đây là do áp lực tâm lý của tuần đầu tiên thôi. Nhưng mà anh tin là những tuần sau lịch sẽ làm tốt hơn rất là nhiều. Cố lên nha. Em cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa rất là nhiều. Còn không biết giám khảo Anh Quân, anh có đồng tình với quan điểm của giám khảo Đại Nghĩa hay không ạ? Tôi thì tôi thấy Phạm Lịch chọn một tiết mục rất là khó. Vừa hát live và vừa múa thì tôi nghĩ rằng đây là một cái việc mà bạn làm rất là xuất sắc. Tôi rất thích. Dạ. Tôi rất thích. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Còn chị Mỹ Linh thì sao ạ? Thực ra chị đang định nói đúng những điều mà anh Quân nói. Tại vì là ở trong đó là các chị quay video, yeah. Nên chị Quỳnh là hát lip sync thôi, nên là chị rất là dễ để tươi cười rồi là múa. Còn em là một vũ công, nhưng mà em phải hát live là một thử thách rất là khó. Nhưng mà em làm rất là tốt, bởi vì đây là một bài hát không hề dễ đâu nhá. Yeah. Mà cái cách hát của chị Quỳnh á lại là một cách hát rất là đặc trưng Việt Nam. Chị hát rất là rõ chữ mà em cũng là hát rõ. Chỉ có một hai nốt thấp thấp em lo lo ấy, cái ánh mắt em hơi sợ sợ nên em chưa được tròn trịa như chị ý. Nhưng mà tất nhiên là mình live mà, thì nó không thể nào mà như người ta đã được thu và mix kỹ rồi. Nên là chị thấy rằng đây là một phần mở đầu rất là hoàn hảo. Chị rất là mong được thấy những cái số sau để xem là em sẽ thể hiện như thế nào. Và chị xin chúc mừng em vì hôm nay em đã có một tiết mục rất là tốt. Cảm ơn ba vị ban giám khảo của chúng ta rất là nhiều. Lịch cho anh hỏi thăm cái, đã từng bao giờ em được cộng tác làm việc dựng bài cho chị Linh chưa? Chưa bao giờ. Em hy vọng là sau này chị Linh sẽ có những bản âm nhạc mới, ví dụ như là đọc rap chẳng hạn, em có cơ hội em dàn chị Linh đọc rap luôn hả chị? Chị nói thật với em là nếu mà kêu chị đọc rap là cũng giống như bắt em hát. Nhưng mà em hát được chị cũng đọc được, đừng có thách chị nha. Đâu em đâu có thách chị đâu, em hỏi thăm thôi mà. Nếu như chị thuộc được đoạn nào chị có thể tặng khán giả luôn được không? Dạ vỗ tay các bạn ơi. Trời, anh Nghĩa gài xuất sắc quá. Quá xuất sắc. Thôi tao xin nợ đến cuối kỳ số 12. Nợ lâu gì chị? Ủa chị có nghĩa là cái này là trời mình... ơi, đang mùa Covid mà nó phải giãn cơ cấu lại nợ nần chứ. Nợ tới 12 tuần lận, lâu dữ. Đúng vậy. Đúng rồi, 12 không, tuần. Không sao, em ghi nợ cho anh Nghĩa. Đúng dạ. Rồi. Đến đêm chung kết em sẽ nhắc. Nhớ nha Khánh em nha. Em sẽ nhắc. Chị dạ, Mỹ vâng Linh ạ. Đã có một cái lời hứa với tất cả mọi người là chị ấy sẽ có rồi. Một cái bài rap vào cái tuần cuối cùng của Gương Mặt Thân Quen. Mọi người nhớ giùm nha. Yeah. Đêm chung kết nha các bạn ơi.